Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. V-League 2023 có gì đặc biệt? Ngày 20 tháng 12, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã đưa ra thông báo về dự thảo điều lệ giải bóng đá vô địch quốc gia 2023 V-League 2023. V-League 2023 thi đấu phân nhóm. Về các câu lạc bộ tham dự, các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp phải đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định của quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành. Được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cấp phép tham dự giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2023. V-League 2023 sẽ có 14 câu lạc bộ tham dự gồm câu lạc bộ Bình Dương, câu lạc bộ Công an Nhân dân, câu lạc bộ Nam Định, câu lạc bộ Thanh Hóa, câu lạc bộ Đà Nẵng, câu lạc bộ Khánh Hòa, câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ Hải Phòng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Bình Định, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Viettel. Về phương thức thi đấu tại mùa giải mới, các câu lạc bộ sẽ thi đấu 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, 14 câu lạc bộ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Căn cứ vào thứ hạng của các câu lạc bộ sau khi kết thúc giai đoạn 1 để tiến hành phân nhóm A và B. Nhóm A sẽ bao gồm 8 câu lạc bộ, có vị trí xếp hạng từ 1 đến 8. Nhóm B bao gồm 6 câu lạc bộ, có vị trí xếp hạng từ 9 đến 14. Ở giai đoạn 2, 8 câu lạc bộ trong nhóm A sẽ thi đấu theo vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng, xác định câu lạc bộ xếp thứ nhất đến câu lạc bộ xếp thứ 8. 6 câu lạc bộ nhóm B thi đấu theo vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng, xác định câu lạc bộ xếp thứ 9 đến câu lạc bộ xếp thứ 14. Số điểm câu lạc bộ đạt được tại giai đoạn 1 sẽ được tính vào tổng điểm xếp hạng của câu lạc bộ khi thi đấu ở giai đoạn 2 và xếp hạng toàn giải đối với cả nhóm A và nhóm B. Kết thúc mùa giải, câu lạc bộ xếp hạng nhất của nhóm A là câu lạc bộ vô địch, tiếp đến là câu lạc bộ giải nhì, câu lạc bộ giải ba, câu lạc bộ xếp thứ 4 đến câu lạc bộ xếp thứ 8. Câu lạc bộ xếp hạng nhất của nhóm B là câu lạc bộ xếp thứ 9 đến câu lạc bộ xếp thứ 14. Câu lạc bộ xếp thứ 14 sẽ phải xuống thi đấu tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2023-2024. Câu lạc bộ vô địch sẽ được tham dự trận đấu siêu cúp quốc gia 2023. Nếu trong quá trình tiến hành giải, có câu lạc bộ tự ý rút lui hoặc bị loại khỏi giải sẽ bị chuyển xuống thi đấu tại giải bóng đá hạng 3 quốc gia từ mùa giải 2023-2024 và chịu hình thức kỷ luật theo quy định của VFF. Trường hợp câu lạc bộ rút lui hoặc bị loại khỏi giải tại giai đoạn 1, toàn bộ kết quả thi đấu về điểm số và bàn thắng nếu có giữa câu lạc bộ này với các câu lạc bộ khác đều bị hủy bỏ. Trường hợp câu lạc bộ rút lui hoặc bị loại khỏi giải tại giai đoạn 2, chỉ hủy bỏ kết quả thi đấu về điểm số và bàn thắng nếu có giữa câu lạc bộ này với các câu lạc bộ khác ở các trận đấu tại giai đoạn 2. Không được phát tình huống tranh cãi trên màn hình điện tử tại sân đấu. Trong thời gian diễn ra trận đấu, câu lạc bộ thực hiện phát trận đấu trên màn hình điện tử tại sân vận động cần thông báo kế hoạch và nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của công ty VPF. Câu lạc bộ không được phát các hình ảnh tình huống phạm lỗi, việt vị, phạt đền, hành vi phi thể thao, các tình huống gây tranh cãi, căng thẳng hoặc kể cả tình huống trao đổi giữa trọng tài và quan chức đội bóng trong khu vực kỹ thuật gây ảnh hưởng đến công tác điều hành, diễn biến, an ninh an toàn trận đấu. Giải thưởng V-League 2023, câu lạc bộ vô địch sẽ được trao cúp, bảng danh vị, 45 huy chương vàng và 3 tỷ đồng tiền thưởng. Câu lạc bộ đoạt giải nhì sẽ được trao bảng danh vị, 45 huy chương bạc và 1,5 tỷ đồng tiền thưởng. Câu lạc bộ đoạt giải ba sẽ được trao bảng danh vị, 45 huy chương đồng và 750 triệu đồng. Câu lạc bộ đoạt giải phong cách sẽ được trao bảng danh vị, kỷ niệm chương và số tiền thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng có quy định về nhiều giải thưởng khác như cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, xuất sắc nhất. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé.